Chào các bạn, để giúp các bạn có thể sử dụng tốt phần mềm bảng tính điện tử Microsoft Excel, mình sẽ có loạt bài hướng dẫn về cách sử dụng Excel 2016. Trong phần hướng dẫn đầu tiên, mình hướng dẫn các bạn về cách làm quen với Microsoft Excel. Thì đây là không gian làm việc của bảng tính điện tử Microsoft Excel phiên bản 2016. Thì cũng tương tự Microsoft Word, nói về cái giao diện, các hệ thống menu của nó thì cũng hoàn toàn cơ bản giống nhau. Thì trong đây, trong phần này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một số phần khác biệt so với Microsoft Word và những thao tác của chúng ta thường sử dụng nhất. Phần đầu tiên mình muốn nói với các bạn về không gian làm việc bằng tính điện tử. Phía trên này là cái hệ thống menu, còn dưới này là không gian làm việc. Thì đối với Excel thì nó được cấu tạo bởi các cái cột và các cái dòng. Các cột thì đánh số, nó được đánh bởi các cái chữ cái, còn dòng thì đánh các con số. Thì đối với Excel này, khi chúng ta muốn thay đổi độ rộng của cột hoặc thay đổi độ dòng của dòng thì rất đơn giản, các bạn chỉ đưa con đỏ lên đường biên của cột hoặc dòng đó rồi chúng ta xuất hiện mũi tên hai chiều, chúng ta chỉ việc kéo để thay đổi độ rộng. Còn khi các bạn chúng ta chọn nhiều cột hoặc nhiều dòng và chúng ta kéo, thì trường hợp này thì cả cột hoặc dòng mà chúng ta đã bôi đen, chúng ta đã chọn đó thì sẽ có kích thước bằng nhau, đúng theo như chúng ta dịch chuyển tại cái cột hiện tại. Dòng cũng vậy, ví dụ những cái dòng này mình muốn bảng biểu này cả cái dòng phải có kích thước bằng nhau, thì mình sẽ lựa chọn tất cả các dòng này và mình sẽ kéo, chỉ cần kéo một dòng thôi, những dòng còn lại thì thay đổi theo để đảm bảo kích thước của các dòng trong bảng này là đều nhau. Còn về độ rộng cột thì ngoài cái việc chúng ta đưa con trỏ lên biên của cột, chúng ta kéo thay đổi thế này, thì có một cách để chúng ta điều chỉnh nhanh là chúng ta nhảy đúp vào cái tiêu đề của cái vị trí này, tại vị trí mũi tên hai chiều này, chúng ta nhảy đúp vào đây. Thì khi tùy vào dữ liệu trong cột này, nó tự động điều chỉnh cho phù hợp. Đấy. Thì có nghĩa rằng dữ liệu trong cái cột này, độ dài tối đa bao nhiêu thì nó sẽ điều chỉnh cho nó phù hợp với nhiêu. Như vậy cái này khi chúng ta làm các cái bảng dữ liệu lớn thì các bạn nên sử dụng thao tác này cho nó nhanh. Chúng ta chỉ việc nhảy đúp vào thì nó tự động điều chỉnh để cho nó phù hợp. Vì chúng ta không thể làm độ rộng cột nhỏ hơn cái dữ liệu được, mà tối thiểu phải bằng, cho nên chúng ta chỉ nhảy đúp vào là được. Về cách chèn thêm dòng hoặc cột, thì để chèn dòng hoặc cột các bạn chỉ cần chọn cột hoặc dòng rồi nhảy phải và chọn insert. Để xóa chúng ta chọn delete, rất đơn giản. Khi chúng ta muốn chèn nhiều cột hoặc nhiều dòng, ví dụ bây giờ mình muốn chèn thêm ba cột thì các bạn lựa chọn ba cột. Cái này cũng tương tự với Word cũng vậy, chúng ta cũng làm lựa chọn bao nhiêu chúng ta insert thì nó ra bấy nhiêu. Dòng tương tự, chúng ta lựa chọn bao nhiêu insert thì nó ra bấy nhiêu. Thao tác tiếp theo mình muốn hướng dẫn các bạn đó là về cách xóa hay chèn cả cái ô. Ví dụ bây giờ mình muốn xóa cái ô này, cái ô con số có giá trị 25 này, thì chúng ta chỉ việc lựa chọn ô nhảy phải và chọn insert là chèn và delete là xóa. Ví dụ mình muốn xóa mình chọn delete. Khi delete này thì nó sẽ hỏi, vì chúng ta xóa ô này thì một là cái ô bên trái, cái ô dưới chỗ ghi chú này nó lấp vào vị trí này, hoặc là cái ô 30 này thì lấp lên, thì shift cell left là đẩy từ ô bên phải lên sang bên trái, còn shift cell up là đẩy ô phía dưới lên. Ví dụ mình chọn shift cell up thì các bạn nhìn thấy nó đã dồn lên. Còn tương tự để chèn như vậy, các bạn nhảy phải và chọn insert. Ví dụ mình chọn shift cell down rồi chèn và cái ô này sẽ để xuống dưới, thì chúng ta thấy ô 30 này sẽ nhảy xuống dưới, ô 30 này nhảy xuống dưới này. Còn hai chức năng cuối của insert hoặc delete là cái gì? Hai chức năng cuối này, chức năng thứ ba thứ tư này, cái này entire row là chèn với một dòng, còn entire column là chèn với một cột. Cái thao tác này tương tự chèn cột hoặc chèn dòng thôi, ví dụ mình chèn nguyên dòng nó chèn với một dòng tại vị trí đó. Thao tác tiếp theo đó là về cách thêm sheet vào trong một file Excel. Thì trong một file Excel nó có thể có rất nhiều sheet, hay còn gọi là nhiều cái bảng tính trong đó. Thì để tiến hành thêm một sheet vào trong bảng tính này, các bạn chỉ việc click vào cái mũi dấu cộng này, như mình đang tỏ chuột ở đây, new sheet. Chúng ta cứ mỗi lần click vào dấu cộng này nó sẽ ra một sheet. Các sheet này các bạn có thể di chuyển nó. Các bạn chỉ cần click vào sheet đó và chúng ta kéo thì nó sẽ di chuyển. Các bạn có thể đổi tên sheet. Các bạn chỉ cần chẳng hạn đây là sheet danh sách học sinh. Đó thì gọi tên sheet vào đây. Các bạn có thể xóa
và nhấn phải và chọn delete để xóa. Mình quay lại bảng tính này. Bây giờ với bảng tính này thì ở cái chức năng chúng ta thường sử dụng nhất về định dạng là nằm ở cái thẻ home này. Mình nói qua những cái một số chức năng đơn giản, còn cái nào khó thì mình sẽ đi vào chi tiết. Ví dụ trường hợp chức năng phông này, định dạng phông chữ, cái này nó hoàn toàn tương tự mình Word. Tiếp theo là chức năng alignment, cái này là về cánh văn bản, thì mình sẽ định dạng cái bảng này luôn, chúng ta cùng xem. Trong chức năng alignment này chúng ta chú ý chức năng merge and center, tức là gộp ô. Ví dụ chẳng hạn trường tiểu học Đồng Tâm này nó đang nằm ở tại ô A1, chúng ta click vào chúng ta thấy dữ liệu trường tiểu học Đồng Tâm thì biết nó đang nằm tại ô A1 này. Chúng ta click vào ô này không có, thì chúng ta thấy rằng dữ liệu nằm ở đây. Các bạn muốn gộp, các bạn chỉ việc bôi đen, chúng ta lựa chọn và chọn merge and center, tức nó tự động gộp các ô lại và nó cánh giữa. Còn tiêu đề này vậy, chúng ta bôi đen và gộp lại cho nó nằm giữa. Chức năng wrap text là gì? Wrap text là một chức năng nó có tác dụng là khi mà nếu trường hợp cái văn bản trong cái ô đó nó dài hơn so với cái độ rộng của cột thì nó tự động xuống dòng. Ví dụ bây giờ mình kéo cho cột này nó nhỏ lại, thì các bạn thấy rằng khi chúng ta kéo cột này nhỏ lại nhưng chữ chủ này nó nhảy sang một ô, nó nằm trên không gian một ô khác. Trong trường hợp này các bạn muốn cho dòng chữ ghi chủ này nó tự động xuống dòng khi độ rộng cột này nó nhỏ thì chúng ta chọn wrap text. Các bạn xem ở đây. Như ví dụ chúng ta đưa tới wrap text nó cho chúng ta thấy ví dụ này Microsoft Excel thì chữ Excel chúng ta chọn wrap text thì chữ Excel này nó tự động nhảy xuống dòng. Và chúng ta xem cái này, mình chọn wrap text. Đấy. Như vậy các bạn thấy rằng bây giờ chỉ chủ này nó xuống dòng thôi. Đấy. Mình kéo độ rộng của cái dòng này ra thì chúng ta thấy chỉ chủ xuống dòng. Nếu các bạn không chọn wrap text thì nó lên lại. Bây giờ mình sẽ tiến hành định dạng cái bảng này. Chúng ta sẽ định dạng nhanh thôi, mình muốn làm đơn giản cho cái này. Ví dụ đây, ở trong trường hợp này chúng ta nhìn thấy số thứ tư này chúng ta sẽ điền số tự động. Thì để điền số thứ tư tự động các bạn chỉ cần gõ con số đầu tiên, sau đó chúng ta đưa con trỏ xuống góc dưới bên phải và giữ phím Ctrl trên bàn phím để kéo. Khi chúng ta kéo thì các cái số sẽ tự động sao tăng dần lên. Nếu các bạn không giữ phím Ctrl thì nó không sao chép được. Ở đây mình không giữ phím Ctrl, mình kéo thì các bạn nhìn thấy chỉ có cả số 1 thôi. Cách thứ hai, các bạn gõ hai con số đầu tiên và chúng ta lựa chọn cái vùng này rồi kéo thì nó sao chép theo đúng quy luật mà chúng ta đã gõ hai số đầu tiên. Ví dụ mình gõ 13 và kéo thì nó sẽ sao chép theo quy luật đó. Như vậy quy luật chúng ta đây là 1 2 3, thì mình chỉ gõ hai con số đầu tiên và sao chép. Rồi, và những dữ liệu này là cánh giữa thì mình sẽ chọn cánh giữa. Cả cái cột này mình muốn cho nó bằng nhau thì mình sẽ bôi đen ba cột và mình kéo bằng nhau và mình chọn cánh giữa luôn. Về hướng chữ ở đây, chúng ta click vào đây chúng ta nhìn thấy các hướng chữ, các bạn lựa chọn dữ liệu và chọn hướng chữ phù hợp. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách chúng ta kẻ khung. Để kẻ khung các bạn chúng ta tiến hành bôi đen, lựa chọn khung dữ liệu này. Sau đó các bạn chúng ta click vào cùng mũi tên ở chức năng border ở đây. Đấy. Thì nếu các bạn chúng ta kẻ khung các này đơn giản thì các bạn có thể chọn ngay all border này. Thì về all border này nó kẻ khung hết và cái này đơn giản. Có một cách chúng ta có thể tiến hành kẻ khung cho cái bảng này theo cái mẫu định sẵn. Thì chúng ta cũng lựa chọn dữ liệu như vậy và các bạn chọn được mục style. Và ở style này các bạn chọn format add table. Đấy. Thì có một số mẫu ở mục format add table đây. Các bạn chọn, ví dụ mình chọn mẫu này. Khi chúng ta chọn mẫu này các bạn chú ý ở đây có chức năng là my table has header, có nghĩa là cái bảng của tôi là có tiêu đề, tức là cái vùng chúng ta bôi đen nó có tiêu đề, số thứ tự họ tên lên. Thì các bạn chúng ta phải chọn cái này. Ok. Như vậy chúng ta thấy tiêu đề chúng ta đã được đánh một cái màu khác. Rồi có chức năng lọc, ví dụ bây giờ mình lọc những cái lớp mà có chỉ số 25 thôi. Thì các bạn chúng ta bỏ cái tôi chọn select all này và chọn 25 chẳng hạn. Thì nó chỉ hiển thị số 25, đấy là chức năng lọc. Và mình sẽ có một phần hướng dẫn về cái phần lọc này. Các bạn muốn hiển thị lại hết thì các bạn chỉ cần click vào cái nút mũi tên lúc này, chúng ta chọn select all này thì nó hiển thị lại thì tất cả.
đó là cái bảng theo cái định dạng có sẵn, theo template có sẵn của Word. Còn nếu trường hợp của Excel, còn nếu trường hợp các bạn từ kẻ bảng theo cách của mình thì các bạn chúng ta cứ click vào mũi tên này, và sau đó chúng ta chọn More Border thì định dạng này. Thì border này các bạn chú ý là có các nút, mỗi nút này tương đương với một cái vị trí của đường kẻ đó, ví dụ đến đường kẻ chéo này. Đây. Bây giờ ví dụ mình muốn xung quanh nó sẽ đường kẻ đầm thì các bạn chọn nét kẻ và mình chọn outline ở đường kẻ bên ngoài, trong là đường kẻ đơn, mình chọn inside và ok. Đây thì các bạn nhìn thấy đây. Tiếp theo ở cái mục ở cái cột họ tên này thì cái đường bên trái của cột họ tên này sẽ không có, cho mình chỉ việc bôi đen cái vùng dữ liệu này. Và cũng tương tự click vào đây và chọn More Border, chúng ta click vào cái vị trí của cái nút mà của đường thẳng đó, cái đường kẻ đó. Đó, nhưng chúng ta click lần nữa thì nó mất. Ok. Đó. Và tiếp theo chẳng hạn mình muốn cái đường kẻ trong này là đường kẻ các đường kẻ đứt, đường kẻ ngang ấy, đường kẻ đứt thì các bạn bôi đen cho vùng dữ liệu này thôi. Sau đó các bạn chúng ta cũng click vào mũi tên này. Và các bạn chọn đường đứt và chọn vị trí đường kẻ đó. Ok. Thì với cách kẻ trong Excel thì nó tương đối đơn giản. Tiếp theo là mình hướng dẫn các bạn về cách sao chép dữ liệu. Để thực hiện sao chép dữ liệu thì việc đầu tiên chúng ta tiến hành, ở đây mình sẽ in đậm cái này. Ví dụ mình muốn sao chép cái vùng dữ liệu này, mình chỉ muốn sao chép 10 cái lớp đầu tiên thôi, thì chúng ta chỉ việc lựa chọn, sau đó các bạn chọn copy. Đấy. Chúng ta đưa con trỏ tới cái vùng chữ dữ liệu, chúng ta click vào ô đầu tiên trong cái vùng đó và chúng ta chọn paste. Thì nó sẽ giảm dữ liệu ra. Tuy nhiên trong Excel các bạn chú ý thế này, ví dụ bây giờ mình tiến hành tính tổng số học sinh, cái chức năng tính mình sẽ hướng dẫn ở một cái clip khác. Tuy nhiên mình ở đây mình chỉ nói cái thao tác copy. Chẳng hạn mình thực hiện tính tổng sum của cái vùng này. Như vậy tổng số học sinh là 521. Bây giờ mình sao chép mà cái ô 521 này và mình sẽ dán vào đây. Mình paste. Thì các bạn thấy ở đây là 521 nhưng mà qua đây thì nó paste là giá trị là không. Lý do là trong Excel thì nó khi sao chép đối với công thức thì nó chỉ sao chép công thức thôi. Và trường hợp này là nó tính sum của các cái vùng này có số thì sẽ là không. Do vậy nếu các bạn muốn sao chép giá trị của cái công thức này thì các bạn copy và đưa con trỏ tới cái vùng chứa dữ liệu, các bạn click mũi tên và chọn paste, thì các bạn chọn paste value ở đây như mình đang đưa con trỏ tới đây, các bạn click vào thì nó chỉ dán cái giá trị thôi, paste cái giá trị thôi. Còn một một chức năng rất hay của Excel là các bạn có thể đảo từ dòng sang cột, cột sang dòng. Ví dụ trường hợp này là lớp và sĩ số cấu tạo theo kiểu cột, bây giờ các bạn muốn chuyển thành dòng thì các bạn copy bình thường, đưa con trỏ tới cái vùng chữ dữ liệu và các bạn click mũi tên ở mục paste này và chọn đây, ta chọn transpose đảo. Nếu các bạn nhìn thấy chúng ta mình chưa click chuột nhưng chúng ta đưa con trỏ tới đó, chúng ta nhìn thấy được được bị được kết quả. Đấy. Thì nó đã chuyển từ dạng cột thành dạng dòng. Như vậy trong cái thẻ home chúng ta chỉ cần viết từng đó. Ở mục number này thì về định dạng dữ liệu mà mình nói thêm cái này thêm một chút nữa. Ví dụ trường hợp mà ở cái chức năng number này thì chúng ta thấy ở đây có hai cái nút là tăng giảm số phân tập phân, increase là tăng và giảm. Ví dụ mình click thì các bạn nhìn thấy số phân tập phân là tăng, còn decrease là giảm, click là giảm số phân tập phân. Còn cái này là dùng để comma style là ngăn cách giữa các cái hàng nghìn, đơn vị hàng nghìn. Ví dụ mình gõ kéo cái cột này nó rộng ra, mình sẽ để một số cột nhỏ cho chúng ta như thế. Cái trường hợp này mình gọi ví dụ 1 2 3 4 5 6 7 ví dụ như vậy. Các bạn thấy ví dụ trường hợp này mình đã gọi dữ liệu vào là một cái số. Đấy. Tuy nhiên do cái kích thước của cột này là nó hẹp quá, trong khi cái dữ liệu này thì nó là dài hơn kích thước cột, thì chúng ta nhìn thấy nó xuất hiện các dấu thăng này. Thì trường hợp nếu xuất hiện các dấu thăng này các bạn kéo cột rộng ra. Đấy. Bây giờ chẳng hạn mình muốn ngăn cách giữa các cái đơn vị hàng nghìn thì các bạn chỉ việc chọn cái này, chọn comma style này. Chúng ta nhìn thấy ở đây 1 triệu này, phẩy phẩy ở đây. Ở đây chúng ta phẩy những bài là phẩy tập phân đâu nha, ở đây là phẩy là về hiển thị thôi. Còn trong Excel mặc định định dạng là dấu phẩy là dấu chấm, mình giảm số phân tập phân. Đấy.
thì cái này định dạng tiền tệ chúng ta cho dễ đọc. Còn cái này định dạng theo kiểu đô la, chúng ta click vào đây chúng ta sẽ thấy tiếng này có một số cái định dạng về euro hoặc là bảng Anh vân vân, hoặc là tiền tệ Trung Quốc Chinese, thì chúng ta chọn các cái định dạng về tiền tệ. Đối với các cái chức năng ở trong cái thẻ insert này thì mình sẽ có một mục hướng dẫn riêng cho các bạn, trong đó có phần đồ thị biểu đồ. Layout này cũng vậy, có liên quan tới ý nhấn của Excel nó phức tạp hơn mình rất nhiều và nó có những tính năng rất là hay, thì mình sẽ có clip hướng dẫn riêng cho hai cái menu này. Đối với trường hợp mà review, menu review này thì mình sẽ nói các bạn về cái cách chúng ta tiến hành khóa sheet. Cái này đi. Đối với một cái bảng tính trong Excel thì các bạn có thể protect, tức là mình khóa lại. Khi chúng ta có một cái bảng tính mà mình không cho người khác, chỉ cho xem không cho sửa, thì các bạn chọn protect sheet này, chúng ta gõ mật khẩu vào đây, ví dụ mình gõ 1 2 3. Ok, chúng ta gõ hai lần nhé. Gõ hai lần hoàn toàn giống nhau. Mình re-enter lại, tức là chúng ta gõ lại cái mật khẩu đó. Thì bây giờ khi chúng ta protect rồi á thì chúng ta cũng không có thể sửa được, ta không làm được thao tác gì trên cái bảng tính này hết đấy. Ta xóa cũng được. Đấy. Đấy. Bỏ thêm cũng được. Thì chúng ta muốn xóa thì chúng ta muốn sửa đổi chúng ta phải unprotect, mà muốn unprotect chúng ta có mật khẩu. Thế là cách chúng ta bảo vệ bản quyền của mình khi lưu hành bằng tính ra bên ngoài. Có đủ với protect worksheet là bảo vệ nguyên cả file luôn. Đấy. Thì cũng tương tự chúng ta phải có mật khẩu ha. Thì với khi chúng ta protect sheet này ấy, thì tất cả các cái sheet này sẽ được khóa hết, chỉ cho phép xem thôi chứ không không sửa được. Thì đối với Excel thì với lần đầu tiên phần click đầu thì mình chỉ hướng dẫn các bạn như vậy để các bạn làm quen với khi bảng tính điện tử Microsoft Excel, và các bạn chú ý nhớ theo dõi tiếp các clip hướng dẫn tiếp theo của mình để có thể sử dụng Excel một cách tốt nhất cho công việc của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy chọn theo dõi kênh của mình để nhận thêm các thông báo mới về các clip mới. Cảm ơn các bạn.